Ông Trump có thể cứng rắn hơn với Trung Quốc khi trở lại Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng và dự kiến đưa ra cách tiếp cận mới về chính sách đối ngoại của Mỹ trong 4 năm tới. Cử tri Mỹ đã bầu một nhà lãnh đạo tuân thủ nguyên tắc nước Mỹ trên hết, trong đó lợi ích của Mỹ được đặt lên hàng đầu và được kỳ vọng sẽ theo chủ nghĩa biệt lập hơn so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Theo giới phân tích, trong khi một số quốc gia hoan nghênh nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Tổng thống Trump, Trung Quốc có thể sẽ lo ngại hơn. Trump 2.0 có khả năng sẽ khốc liệt hơn phiên bản 2017, Wang Tung, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước bầu cử với giới truyền thông Trung Quốc. So với nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017, quan điểm của ông Trump trong chiến dịch tranh cử thứ hai vào năm 2024 không thay đổi nhiều, nhưng tình hình trong nước và môi trường quốc tế đã thay đổi đáng kể. Trong thời kỳ Trump 2.0, Trung Quốc và Mỹ có khả năng sẽ liên tục xảy ra xung đột và bất hòa, giáo sư Wang nhận định. Theo báo Guardian Anh, các nhà phân tích dự đoán cách tiếp cận của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ khó dự đoán. Đối với Trung Quốc, quốc gia đã trải qua mối quan hệ xấu đi với Mỹ kể từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Việc chính quyền Trump trở lại Nhà Trắng có thể không phải tin tốt cho Bắc Kinh theo trang Conversation. Ông Trump đã tiến hành một cuộc chiến thương mại chưa từng có với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vào tháng 7 năm 2018 và áp đặt mức thuế lên tới 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Trong các bài phát biểu vận động tranh cử năm nay, ông Trump đã ngụ ý rằng Mỹ có thể áp thuế với hàng hóa Trung Quốc lên tới 60%, thậm chí có thể cao hơn. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, các mức thuế tiếp theo có thể làm suy yếu chiến lược phục hồi kinh tế của Trung Quốc, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Yu Chie, một nghiên cứu viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, cho biết các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh đã chuẩn bị cho chiến thắng của ông Trump trong nhiều tháng. Cuộc chiến thương mại sẽ tồi tệ hơn nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Yu nói. Việc áp đặt mức thuế cao hơn có lẽ không phải là điều duy nhất khiến Bắc Kinh lo ngại dưới nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Nước Mỹ do ông Trump lãnh đạo có khả năng sẽ hạn chế dòng chảy công nghệ từ Mỹ hoặc châu Âu vào Trung Quốc. Điều này sẽ cản trở tham vọng của Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu vào năm 2030. Trong khi mức thuế cao trước đây của chính quyền Trump chắc chắn sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, một yếu tố khác góp phần làm suy yếu quan hệ Trung Mỹ là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phương Tây đã cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn với Trung Quốc vì đã hỗ trợ Nga bất chấp việc Bắc Kinh và Moscow bác bỏ cáo buộc này. Đối với Nga, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump có thể đảo ngược tình thế có lợi cho Moscow. Một thỏa thuận hòa bình do ông Trump làm trung gian đàm phán có thể bao gồm việc cho phép Nga tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine ông trump thậm chí có thể dỡ bỏ hoặc giảm lệnh trừng phạt đối với nga vì tổng thống đắc cử mỹ không thích lệnh trừng phạt bắc kinh hy vọng nga sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ để giúp chống lại trật tự thế giới do mỹ dẫn đầu nhưng cũng tránh trở thành tâm điểm chỉ trích của phương tây liên quan đến chính dịch quân sự của nga ở ukraina với tư cách là người đàm phán chính và là người ủng hộ hàng đầu cho chương trình nghị sự nước mỹ trên hết ông trump sẽ đạt được lợi ích gì khi giúp nga Đầu tiên, Nga đã trông cậy nhiều vào mối quan hệ với Trung Quốc và việc giúp Nga giải quyết các vấn đề ngoại giao và kinh tế của nước này có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Nga. Thứ hai, trong bối cảnh Iran, quốc gia có thể được Nga hậu thuẫn làm suy yếu lợi ích của Mỹ ở Trung Đông. Chính quyền mới của Tổng thống Trump có thể làm trung gian cho một hiệp định hòa bình Nga-Ukraine. Trong đó, Nga cam kết không hỗ trợ quân sự cho Iran và các đồng minh khu vực của Iran, chẳng hạn như Hezbollah, khi ảnh hưởng của Iran trong khu vực suy yếu, Mỹ có thể giải phóng nhiều nguồn lực hơn vốn đang bị ràng buộc ở Trung Đông và tập trung nguồn lực của mình vào nơi khác, chẳng hạn Trung Quốc, nếu Washington muốn. Điều đó có thể làm suy yếu hơn nữa khả năng phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Khác với Tổng thống Biden, ông Trump vẫn còn mơ hồ về việc liệu ông có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc hành động quân sự hay không. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng sắp nhập Đài Loan bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Ông Trump dường như không hài lòng vì Đài Loan đã lấy mất ngành công nghiệp bán dẫn khỏi Mỹ. Ông cũng tin rằng hòn đảo này nên trả lại nhiều tiền hơn trong việc phòng thủ của mình. Tuy nhiên, sự bất bình của ông Trump đối với Đài Loan không phải vấn đề lớn nhất. Ông Trump đã ám chỉ rằng ông có thể tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 200% nếu Bắc Kinh hành động quân sự với Đài Loan. Theo đó, ông Trump có thể coi Đài Loan như một nước cờ trong chiến dịch nghị sự với Trung Quốc. Có dự đoán rằng ông Trump có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về Đài Loan. Ông Trump ứng phó như thế nào khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với những bất ổn có thể xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump? Bắc Kinh có khả năng sẽ theo đuổi các liên minh bên ngoài phương Tây. Trung Quốc có thể sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các nước trong khu vực châu Á hay Hội đồng hợp tác vùng vịnh nếu muốn giảm sự phụ thuộc vào phương Tây để xuất khẩu và đầu tư. Trung Quốc cũng có thể bắt tay với Iran nếu sự ủng hộ của Nga đối với Tehran giảm đi. Việc Mỹ đầu tư nguồn lực hơn ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc Washington sẽ có ít nguồn lực hơn để đối phó với Bắc Kinh. Một cách tiếp cận mà Trung Quốc có thể theo đuổi là tăng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nước Nam Bán Cầu. Vào tháng 9, tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ áp dụng chế độ thuế quan bằng không đối với các nước đang phát triển có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, bao gồm 33 nước ở Châu Phi. Các chính sách như vậy hoàn toàn trái ngược với các rào cản kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh hạn chế khả năng của Trung Quốc trong việc mua công nghệ tiên tiến để sản xuất bán dẫn, các công ty Trung Quốc đã tập trung vào việc xây dựng các giải pháp thay thế riêng của họ. Ông Trump đã tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, nhưng nhiều đồng minh của Mỹ lo ngại rằng kịch bản có khả năng xảy ra hơn là ông Trump sẽ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine hoặc gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận mà trong đó họ mất quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ. Nếu sự ủng hộ của ông Trump đối với Ukraine giảm đi, điều đó sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc bước vào bàn đàm phán. Chuyên gia Yu nói, cùng với cuộc chiến đang diễn ra ở dài Gaza, Bắc Kinh sẽ khai thác quan điểm rằng Mỹ là bên gây ra bất ổn trên thế giới, trong khi Bắc Kinh mang lại sự ổn định. Ông Trump nêu tên hai nhân vật sẽ không được mời vào chính quyền mới. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vào tối ngày 9 tháng 11 giờ địa phương đã tiết lộ sẽ không mời cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley hoặc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia chính quyền mới. Tôi sẽ không mời cựu đại sứ Nikki Haley hay cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tham gia chính quyền đang trong quá trình thành lập, ông Trump thông báo trên mạng Truth Social. Tôi rất thích và trân trọng việc được cộng tác với họ trước đây và muốn cảm ơn họ vì đã phục vụ đất nước của chúng ta, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông viết thêm. Kể từ khi giành chiến thắng áp đảo trước Phó Tổng thống dân chủ Kamala Harris, ông Trump và đội ngũ của mình đã nỗ lực làm việc sau cánh cửa đóng kín tại Mar-a-Lago để kiến tạo nhân sự cho bộ máy chính quyền của Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, trong đó chú trọng vào lòng trung thành. Theo các nguồn tin, ông Trump đang gặp gỡ các ứng viên tiềm năng để phục vụ trong chính quyền của ông trước lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 11 năm 2025. Nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống đắc cử Trump đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của ông Pompeo cũng như liệu ông có đáng tin để thực hiện chương trình nghị sự của mình hay không bà haley người đã chỉ trích gây gắt ông trump khi cả hai cùng chạy đua để giành đề cử của đảng cộng hòa và sau đó đã ủng hộ ông trump chạy đua ghế tổng thống với phe dân chủ trong khi đó ông pompeo đã hướng chỉ trích vì không ủng hộ ông trump đủ mạnh mẽ trước đó ông pompeo cũng từng là giám đốc cơ quan tình báo trung ương cia trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông trump được một số phương tiện truyền thông nhắc đến như một bộ trưởng quốc phòng tiềm năng Ông Trump thắng áp đảo tại tất cả 7 bang chiến trường. Ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại bang Arizona, hoàn thành chiến thắng áp đảo tại tất cả 7 bang chiến trường, hãng tin Reuters cho biết. Reuters dẫn dự đoán của Edison Research cho biết, ông Trump đã xác định đánh bại đối thủ Đảng dân chủ Harris ở bang Arizona, giành được 52,6% số phiếu, hơn 6,2 điểm phần trăm so với đối thủ Kamala Harris chỉ 87% số phiếu ở bang này đã được kiểm. Ngoài bang Arizona, ông Trump đã giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường là Michigan, Pennsylvania, Georgia, Bắc Carolina, Wisconsin và Nevada. Cho đến nay, ứng viên đảng Cộng Hòa, người đã vượt 270 phiếu đại cử tri tối thiểu cần thiết để giành chiến thắng tại Nhà Trắng. Có tổng số phiếu đại cử tri cuối cùng dự kiến là 312 so với 226 phiếu của bà Harris. Năm 2020, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã đánh bại ông Trump bằng cách giành chiến thắng tại 6 trong 7 số tiểu bang chiến trường và thua xích sao ở Bắc Carolina. Khi đó, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump. Ông Trump cũng giành được 306 phiếu trong chiến thắng năm 2016 trước đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Trong cuộc bầu cử năm nay, sau khi Quốc hội chứng nhận số phiếu của đại cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, Ông Trump và phó tổng thống mới của ông, Thượng nghị sĩ Mỹ Judy Vance, sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump bác bỏ lời cố vấn để mất Groom Đại diện nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump cho biết, cố vấn Brian Lanza không phải người lên tiếng thay mặt cho tổng thống đắc cử khi phát biểu rằng nên đưa ra một tầm nhìn thực tế về hòa bình và không yêu cầu trả lại cương. Brian Lanza, một chiến lược gia Cộng hòa lâu năm, người từng là nhà thầu trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng chính quyền Trump sẽ yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tầm nhìn thực tế về hòa bình. Ông cho biết ưu tiên của chính quyền mới tại Ukraine sẽ là thiết lập hòa bình, chứ không phải khôi phục lại lãnh thổ đã mất, bao gồm cả Crimea. Và nếu Tổng thống Zelensky đến bàn đàm phán và nói rằng chúng ta chỉ có thể có hòa bình nếu có Crimea, ông ấy sẽ cho chúng ta thấy rằng ông ấy không nghiêm túc, Kurum đã biến mất, ông nói. Đáp lại những bình luận của Lanza, một phát ngôn viên của quá trình chuyển giao đã phủ nhận việc Lanza phát biểu thay mặt cho ông Trump. Nỗ lực chuyển giao quyền lực của ông hiện đang thẩm tra nhân sự và soạn thảo các chính sách mà ông có thể áp dụng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Brian Lanza là nhà thầu cho chiến dịch, người phát ngôn từ chối nêu tên cho biết, ông ấy không làm việc cho tổng thống Trump và không nói thay ông ấy. Trong chiến dịch tranh cử, Trump cho biết ông ấy sẽ tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh trong vòng một ngày, nhưng không giải thích cách thức thực hiện. Ông Zelensky và ông Trump đã nói chuyện qua điện thoại vào tuần này sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong cuộc trò chuyện có sự tham gia của tỷ phú ủng hộ Trump Elon Musk, theo báo chí Mỹ. Bản thân ông Trump đã từ chối loại trừ khả năng Ukraine có thể phải nhượng đất cho Nga và tỏ ra khá mơ hồ khi thảo luận về cuộc xung đột. Một số đồng minh cấp cao của ông đã đưa ra các đề xuất hòa bình mà trên thực tế sẽ dẫn đến sự kiểm soát lâu dài của Nga đối với các khu vực được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Ukraine. Bán đảo Crimea đã sắp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trình biến khiến Tổng thống thân Nga của Ukraine phải chạy trốn. Hơn hai năm rưỡi sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, lực lượng Nga đã kiểm soát gần 20 lãnh thổ của Ukraine. Ông Zelensky đã nhiều lần nói rằng hòa bình không thể thiết lập cho đến khi tất cả các lực lượng Nga bị trục xuất và tất cả các lãnh thổ của Moscow bị chiếm giữ, bao gồm cả Crimea, được trả lại. Kế hoạch chiến thắng của ông được trình bày vào tháng trước vẫn duy trì điều khoản đó, cũng như lời mời Ukraine gia nhập NATO, vốn bị Nga lên án từ lâu. Ukraine đã tìm kiếm vũ khí hiện đại từ Mỹ, cũng như sự cho phép sử dụng chúng và các mục tiêu của Nga, nhưng họ chưa bao giờ kêu gọi lực lượng Mỹ triển khai trên lãnh thổ của mình. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã chiếm được một loạt các ngôi làng ở mặt trận phía đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố vào tháng 6 rằng các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm Ukraine phải từ bỏ bốn khu vực mà Moscow đã sát nhập, mặc dù họ không có toàn quyền kiểm soát đối với các khu vực này. Ông Trump công bố bổ nhiệm nữ chánh dân phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thông báo rằng bà Susan Simiriwell sẽ giữ chức chánh văn phòng Nhà Trắng Bà Well là đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump. Susie Well vừa giúp tôi đạt được một trong những chiến thắng chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ và là một phần không thể thiếu trong cả hai chiến dịch thành công của tôi vào năm 2016 và 2020, ông Trump cho biết trong một tuyên bố ngày 7 tháng 11. Ông nói thêm, sushi là người cứng rắn thông minh sáng tạo và được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng sushi sẽ tiếp tục làm việc không biết mệt mỏi để làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại thật là một vinh dự xứng đáng khi có sushi là nữ tổng thăm mưu trưởng đầu tiên trong lịch sử mỹ tôi không nghi ngờ gì rằng cô ấy sẽ làm cho đất nước chúng ta tự hào ông trump cũng đã nhắc đến bà will trong bài phát biểu chiến thắng vào đêm bầu cử tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với sushi will và chris Civita, công việc mà các bạn đã làm. Susie, đến đây, Susie. Trump nói, trước khi mời cô lên micro để phát biểu. Bà Will đã có mặt trên sân khấu cùng ông Trump ở West Palm Beach, Florida nhưng từ chối lên phát biểu trước đám đông. Trước năm 2024, bà Will đã giúp ông Trump ở Florida trong các cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 và 2020. Trong khoảng thời gian giữa các cuộc bầu cử đó, bà cũng đã giúp Ron DeSantis trong cuộc tranh cử thống đốc Florida sau khi bất đồng quan điểm với DeSantis Bà Will đã tạm thời bị loại khỏi việc giúp ông Trump ở Florida trước khi được đưa trở lại sau đó một thời gian ngắn. Ông Trump bất ngờ tiết lộ sẽ nói chuyện với ông Putin. Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng hai người có thể sẽ nói chuyện trong tương lai gần. Trước đó, ông Putin cho biết ông đã sẵn sàng nói chuyện với ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 7 tháng 11, ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với có lẽ 70 nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng ông Putin không nằm trong số đó. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện phát biểu tại một cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế fondai tại thành phố sochi miền nam nước nga khoảng một giờ trước đó ông putin đã chúc mừng ông trump về chiến thắng của ông và cho biết ông sẵn sàng gọi điện thoại cho tổng thống đắc cử sẽ không có gì là hạ thấp nếu tôi đích thân gọi điện cho ông ấy tổng thống putin nói thêm trong suốt chiến dịch tranh cử của mình ông trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột nga ukraine nếu đắc cử và nói rằng ông sẽ nói chuyện với cả ông putin và nhà lãnh đạo ukraine zelensky để đạt được mục tiêu này ông trump đưa ra ít chi tiết hơn và moscow đã phản ứng thận trọng với người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vào tháng trước rằng ông không nghĩ rằng có một cây đũa thần có thể ngăn chặn cuộc chiến chỉ sau một đêm. Moscow khẳng định rằng bất kỳ giải pháp nào cũng bắt đầu bằng việc Ukraine ngừng các hoạt động quân sự và thừa nhận thực tế lãnh thổ rằng họ sẽ không bao giờ giành lại được quyền kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia cũng như Crimea. Ngoài ra, Điện Kremlin khẳng định rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự của họ bao gồm cả sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và phi pháp xích hóa sẽ đạt được. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 11, ông Putin cho biết rằng ông coi trọng những tuyên bố của ông Trump và những đề xuất của ông nhằm chấm dứt xung đột ít nhất cũng đáng được chú ý. Hai ông Putin và Trump đã gặp nhau tại Helsinki vào năm 2018 và một lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm sau tại Osaka. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại nhiệm bị chi phối bởi những cáo buộc sai trái rằng ông thông đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và ông đã bị chỉ trích nặng nề trên các phương tiện truyền thông Mỹ vì đã gặp người đồng cấp Nga. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông ấy bị mọi người ở mọi phía quấy rối. Ông ấy bị bắt nạt Ông ấy sợ bước sang trái sang phải, nói điều gì đó sai trái. Ông Putin nói: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông ấy. Bất cứ điều gì ông ấy làm đều tùy thuộc vào ông ấy." Tháng trước, nhà báo người Mỹ Bob Woodward tuyên bố rằng ông Trump đã bí mật nói chuyện với ông Putin 7 lần kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2021. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận bất kỳ cuộc gọi nào đã diễn ra, trong khi ông Trump có giọng điệu mơ hồ hơn. Tôi không bình luận về điều đó, nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng nếu tôi làm vậy, thì đó là một điều thông minh. Ông nói với tổng biên tập Lumber John Miskeway, nếu tôi thân thiện với mọi người, nếu tôi có thể có mối quan hệ với mọi người, thì đó là điều tốt, không phải điều xấu, xét về một quốc gia. Ông ấy có 2.000 vũ khí hạt nhân và chúng ta cũng vậy. Tổng thống Ukraine bác bỏ đề xuất về kế hoạch hòa bình của ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dội gáo nước lạnh vào kế hoạch của ông Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình nhanh chóng giữa Kiev và Moscow. Ông lập luận điều này sẽ dẫn đến thất bại cho Ukraine. Tôi tin rằng Tổng thống Trump thực sự muốn có quyết định nhanh chóng để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Ông Zelensky nói với truyền thông ở Budapest, ông Trump muốn như vậy, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này. Hồi năm 2023, ông Trump cho biết ông sẽ tìm kiếm một thỏa thuận nhanh chóng để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine nếu tái đắc cử. Ông khẳng định, tôi sẽ hoàn thành điều đó trong vòng 24 giờ sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky. Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố này nhiều lần trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2024 phát biểu với truyền thông budapest nơi ông tham dự một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu âu tổng thống zelensky cho biết trong khi ukraine đang tìm kiếm một kết thúc công bằng cho cuộc xung đột thì việc vội vã ngừng bắn hoặc ký kết thỏa thuận hòa bình với moscow sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ cho kiev ông trump muốn cuộc chiến này kết thúc tất cả chúng ta đều muốn chấm dứt cuộc chiến này nhưng là một kết thúc công bằng nếu nó diễn ra quá nhanh thì đó sẽ là một mất mát cho ukraine ông zelensky nói Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã phản ứng với lời kêu gọi của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán được đưa ra vài phút trước đó về một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng giữa Moscow và Kiev. Tôi nghe nói rằng tốt hơn là việc thực hiện lệnh ngừng bắn và sau đó hãy chờ xem, ông Zelensky nói ám chỉ đến bình luận của Thủ tướng Orbán. Xong ông nói rằng lệnh ngừng bắn nhanh chóng không thể thực thi, đồng nghĩa với việc chuẩn bị hủy hoại và phá hủy nền độc lập của chúng tôi. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ World Press Journal về đưa tin nhóm của ông Trump dường như đã có những động thái đầu tiên hướng tới việc thực hiện lời hứa chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, bao gồm các thành viên trong nhóm thân cận của ông Trump. Tờ Wall Street Journal cho biết nhóm của ông Trump đã đề xuất đóng băng mặt trận Ukraine và thiết lập một khu phi quân sự dọc theo mặt trận này, buộc Kiev phải từ bỏ theo đuổi tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong ít nhất 20 năm, song vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này. Tuy nhiên, Giới phân tích cho rằng, dù kế hoạch hòa bình do ông Trump đề xuất được cho là động thái tích cực đầu tiên, nhưng kế hoạch này sẽ cần phải điều chỉnh để được Nga chấp thuận. 7 điều ông Trump hứa sẽ làm khi đắc cử tổng thống Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng sau khi đưa ra cam kết sẽ hành động về các vấn đề nóng, bao gồm nhập cư, kinh tế và xung đột Ukraine tổng thống đắc cử donald trump dường như sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ cho chương trình nghị sự chính trị của mình tại quốc hội sau khi đảng cộng hòa của ông giành lại quyền kiểm soát thượng viện trong bài phát biểu chiến thắng ông trump đã tuyên bố ông sẽ điều hành đất nước theo phương châm đơn giản nói lời giữ lời chúng tôi sẽ giữ lời hứa tuy nhiên trong một số trường hợp Ông Trump đã đưa ra rất ít chi tiết về cách thực hiện các mục tiêu của mình khi được hãng tin Fox News hỏi vào năm 2023 rằng liệu ông có lạm dụng quyền lực hay nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị hay không. Ông Trump khẳng định ông sẽ không làm vậy ngoại trừ ngay trong ngày đầu tiên. Theo đài BBC, ông Trump đã đưa ra ít nhất 7 lời hứa về những điều mà ông sẽ làm trên cương vị tổng thống, trục xuất người nhập cư không giấy tờ trong quá trình vận động tranh cử ông trump đã hứa sẽ thực hiện cuộc trục xuất người nhập cư không giấy tờ lớn nhất trong lịch sử mỹ ông cũng cam kết sẽ hoàn thành việc xây dựng một bức tường ở biên giới mỹ mexico dự án này được khởi xướng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông trump Số người vượt biên ở biên giới phía Nam Mỹ đã lên tới mức cao kỷ lục vào cuối năm ngoái dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trước khi giảm xuống trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng, việc trục xuất ở quy mô lớn như tuyên bố của ông Trump sẽ đối mặt với những thách thức lớn về mặt pháp lý và hậu cần, đồng thời có thể làm chạm tăng trưởng kinh tế, áp đặt các biện pháp về kinh tế và thuế quan. Dữ liệu thăm dò dư luận cho thấy kinh tế là mối quan tâm chính đối với cử tri Mỹ. Ông Trump đã hứa sẽ chấm dứt lạm phát vốn đã tăng lên ở mức cao kỷ lục dưới thời tổng thống Joe Biden trước khi giảm trở lại. Tuy nhiên, quyền lực của tổng thống trong việc tác động trực tiếp đến giá cả vẫn có hạn. Ông Trump cũng đã hứa sẽ cắt giảm thuế toàn diện, kéo dài cuộc cải tổ của mình từ năm 2017. Ông đã đề xuất miễn thuế tiền bo bãi bỏ thuế đối với các khoản thanh toán ăn sinh xã hội và các giảm thuế doanh nghiệp. Ông Trump cũng đề xuất mức thuế mới ít nhất là 10% đối với hầu hết các hàng hóa nước ngoài để cắt giảm thâm hụt thương mại. Ông cho biết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể phải chịu mức thuế bổ sung là 60%. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng những động thái như vậy có thể đẩy giá cả lên cao đối với người tiêu dùng. Cắt giảm các quy định về khí hậu, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã hủy bỏ hàng trăm biện pháp bảo vệ môi trường và biến nước Mỹ thành quốc gia đầu tiên rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Lần này, ông lại một lần nữa tuyên bố sẽ cắt giảm các quy định, đặc biệt là để giúp ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Ông liên tục chỉ trích xe điện, hứa sẽ lật ngược các mục tiêu của Tổng thống Biden nhằm khuyến khích chuyển sang dòng xe thân thiện với môi trường hơn. Ông Trump cũng cam kết tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, tuyên bố sẽ khoan 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 ngay từ ngày đầu tiên nhận nhiệm sở, thay vì ủng hộ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió. Ông Trump muốn mở các khu vực như vùng hoang dã Bắc Cực để khoan dầu, điều mà ông cho rằng sẽ giúp giảm chi phí năng lượng, mặc dù các nhà phân tích vẫn còn hoài nghi về điều này. Chấm dứt xung đột Ukraine, ông Trump đã chỉ trích việc Mỹ chi hàng chục tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông đã cam kết chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ thông qua một thỏa thuận đàm phán ông trump chưa tiết lộ điều mà ông nghĩ rằng cả hai bên sẽ nhận bộ đảng dân chủ cho rằng động thái này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nga ông trump muốn mỹ tách ra khỏi các cuộc xung đột nước ngoài nói chung về cuộc chiến ở gaza ông trump tự xác định là người ủng hộ trung thành của israel nhưng đã hối thúc đồng minh này chấm dứt chiến dịch quân sự tại gaza ông cũng cam kết chấm dứt tình trạng bạo lực ở liban nhưng không đưa ra chi tiết về cách thức thực hiện không cấm phá thai Trái với mong muốn của một số người ủng hộ, ông Trump đã nói trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống với bà Kamala Harris rằng ông sẽ không ký luật cấm phá thai toàn quốc. Năm 2022, quyền phá thai theo hiến pháp toàn quốc đã bị tòa án tối cao lật ngược, nơi có đa số thẩm phán bảo thủ sau nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump quyền sinh sản đã trở thành chủ đề vận động tranh cử chính của bà harris và một số bang đã thông qua các biện pháp bảo vệ hoặc mở rộng quyền phá thai vào ngày bỏ phiếu ông trump thường xuyên nói rằng các bang nên được tự cho quyết định luật phá thai của riêng mình nhưng ông gặp khó khăn trong việc tìm ra thông điệp nhất quán về vấn đề này ân xá tù nhân vụ bạo loạn Ông Trump đã nói rằng ông sẽ trả tự do cho một số người bị kết tội trong cuộc bạo loạn ở Washington, DC vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội để ngăn chặn chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump bị cáo buộc kích động đám đông bạo loạn. Ông Trump đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc bạo loạn và gọi hàng trăm người bị kết tội là tù nhân chính trị. Ông tiếp tục nói rằng nhiều người trong số họ bị giam giữ oan mặc dù thừa nhận rằng một số người trong số họ có lẽ họ đã mất kiểm soát. Sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith Ông Trump tuyên bố sẽ sa thải trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức công tố viên kỳ cựu dẫn đầu hai cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông. Công tố viên đặc biệt Seth Smith đã truy tố ông Trump về những cáo buộc liên quan tới nỗ lực nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cũng như việc ông bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật. Ông Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã ngăn chặn được cả hai vụ việc được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử. Ông nói rằng ông Smith đã khiến ông phải chịu một cuộc săn phù thủy chính trị. Ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng với tư cách là tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự sau khi bị kết tội tại New York vì cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh. Nghị sĩ Ukraine viết thư cho ông Trump đề nghị ngăn chặn ông Zelensky. Nghị sĩ Ukraine Yehen Shechenko đã tuyên bố rằng Ông đã viết một lá thư cho Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu ông giúp ngăn chặn sự trượt dốc vào chế độ độc tài của Ukraine và thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối thoại với Nga. Viết trên Telegram, nghị sĩ Sychenko cho biết đã đến lúc ngay Tổng thống bắt đầu một cuộc đối thoại. Tôi hiểu rằng sau đó Ngài sẽ phải rời đi, nhưng đất nước quan trọng hơn tham vọng cá nhân. Tôi sẽ giúp Ngài nếu Ngài cần. Tôi sẽ lại đến Minh, chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ. Tất cả những gì Ngài phải làm là bắt đầu. Nếu Ngài không muốn, Ngài sẽ bị buộc phải rời đi, bị ép buộc bởi những người ở thế giới phương Tây đã khoan nghênh Ngài chỉ ngày hôm qua. Trong một bài đăng khác, cô tuyên bố rằng ông sẽ đệ trình một dự luật lên Quốc hội Ukraine nhằm chấm dứt cuộc đàn áp chính trị đối với các nghị sĩ Ukraine. Alexander Dubinsky, Artem Netos Sobry, tất cả họ đều nên trở lại hội trường quốc hội. Các vụ truy tố hình sự đối với những người của công chúng cũng nên được dừng lại. Hennady Balasos, Denny Yelisevichis, Ruslan Kosabat và thậm chí cả Oleski Aretovych cùng những người khác. Tất cả họ và nhiều người khác nên trở về Ukraine có cơ hội tiếp tục công việc khai sáng của mình một cách tự do và bình tĩnh, nghị sĩ này cho biết. Tôi đã viết một lá thư cho ông Donald Trump và phó tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ J.D. tìm kiếm sự giúp đỡ của họ để ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài, chế độ độc tài và tình trạng vô luật pháp ở Ukraine và khôi phục nền dân chủ và quyền tự do ngôn luận trong bối cảnh chính trị của nước này, ông Sechenko cho biết. Andrew Yamak, Tránh dân phòng, Tổng thống Ukraine đã trả lời bình luận của nghị sĩ trên tài khoản Telegram của mình, tuyên bố rằng con đường duy nhất để Ukraine giành chiến thắng trước kẻ xâm lược nằm ở kế hoạch chiến thắng và công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Một số nghị sĩ dường như đang nhầm lẫn về an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia và tương lai của đất nước. Ông Zemak viết, nếu họ tin rằng lợi ích quốc gia đồng nghĩa với thất bại của Ukraine, thì họ đã nhầm to và hành động vì lợi ích của Liên bang Nga. Kế hoạch chiến thắng của Ukraine, công thức hòa bình chính là con đường dẫn đến công lý. Nghị sĩ Sitchenko thường xuyên gây tranh cãi với những phát biểu ủng hộ Nga và công khai ủng hộ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2024, nhà lập pháp này đã đến Min mà không được phép để làm quen với ông Lukashenko. Ông cũng tuyên bố rằng hơn một phần ba người Ukraine muốn thấy ông Lukashenko trở thành tổng thống của họ vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, sau khi một chiếc máy bay của Rihanna buộc phải hạ cánh xuống Belarus dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo phe đối lập và người sáng lập Nesta Roman Botasevich, Sechenko đã ca ngợi Lukashenko trên mạng xã hội. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, đảng cầm quyền, người phục vụ nhân dân của Ukraine đã quyết định trục xuất nghị sĩ Yesen Sechenko khỏi tư cách thành viên của mình. Vào tháng 3 năm 2023, Kirill Budanov, Trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine thừa nhận rằng nghị sĩ Shechenko đã có các cáo buộc đàm phán bí mật với tổng thống tự xưng của Belarus Alexander Lukashenko theo yêu cầu của các cơ quan tình báo Ukraine. Ông Trump cam kết lập chính quyền không người nhà. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ không để các con tham gia vào chính quyền sắp tới của mình. Tôi từng nói, đối với cả gia đình tôi, thế là quá đủ rồi. Bạn biết tại sao không? Nó quá là khắc nghiệt với gia đình tôi. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News khi được hỏi liệu ông có ý định bổ nhiệm các con vào chính quyền sau này không. Ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 5 tháng 11 trước ứng viên dân chủ Kamala Harris. Nếu kết quả được xác nhận, ông Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ông từng là tổng thống thứ 45 trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021. Khi đó, con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner đều được bổ nhiệm làm các cố vấn cấp cao của ông. Vào năm 2022, khi ông Trump thông báo tranh cử lần ba, Ivanka tuyên bố sẽ không tham gia chính trường một lần nữa để tập trung cho con cái và cuộc sống gia đình. Mặc dù tôi luôn yêu thương và ủng hộ cha mình, nhưng trong tương lai tôi sẽ đứng ngoài chính trường, cô nói. Quyết định của cô được đưa ra giữa lúc ông Trump phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự liên quan đến việc xử lý tài liệu mật của chính phủ. Ivanka cùng với các anh trai Eric và Donald Jr. cũng có tên trong vụ kiện dân sự của Tổng trưởng lý New York và phải đối mặt với rủi ro pháp lý khi tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Ivanka hiếm khi xuất hiện trong chiến dịch vận động tranh cử lần 3 của cha mình. Gần đây nhất, Ivanka có mặt trên sân khấu cùng gia đình khi ông Trump phát biểu mừng chiến thắng đêm ngày 5 tháng 11. Theo lịch trình, sau cuộc bầu cử phổ thông đầu tuần này, đại cử tri các bang sẽ tiếp tục bỏ phiếu bầu tổng thống. Kết quả bỏ phiếu sẽ được Quốc hội phê chuẩn vào tháng 1 năm 2025. Mặc dù còn vài tháng nữa trước khi ông Trump nhậm chức, nhưng ông và đội ngũ đã chuẩn bị dần kế hoạch, trong đó có việc tìm kiếm ứng viên cho các chức vụ trong chính quyền. Chiến dịch tranh cử của ông hôm qua cho biết Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ lựa chọn nhân sự và phát thảo chính sách trong những ngày tới, tuần tới. Trong chiến dịch tranh cử, ông hứa sẽ cân nhắc để giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk, cựu ứng viên dân chủ Robert F. Kennedy Jr. đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong chính quyền nếu tái đắc cử. Tỷ phú Elon Musk vốn là một người có quan điểm trung lập về chính trị nhưng đã công khai ủng hộ ông Trump kể từ tháng 7 năm nay. Ông là một trong những tỷ phú công nghệ ủng hộ mạnh mẽ nhất cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Ông Trump hứa sẽ thành lập một quỹ ban độc lập về hiệu quả chính phủ do ông Musk sẽ đứng đầu. Ông Musk cho biết nếu được tham gia vào chính quyền, ông sẽ tìm cách cắt giảm một số cơ quan liên bang để giúp chính phủ hoạt động hiệu quả hơn. Trước đó, ông cũng cam kết giúp chính phủ cắt giảm ít nhất 2.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Sốc nặng và trốn vắng, hé lộ tâm trạng của phe bà harris các trợ lý và đồng minh trong chiến dịch tranh cử của bà harris đang trong tình trạng sốc và không tin vào sáng hôm sau ngày bầu cử mỹ choáng váng vì ứng cử viên của họ thua ông trump bụng quặn thấp cnn dẫn lời một nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của bà harris cho biết thật kinh khủng một nguồn tin khác mô tả cảm giác của họ cho đến cuối chiến dịch của bà harris vẫn khẳng định rằng cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất xích sao với kết quả có thể được xác định dựa trên biên độ ở một số ít tiểu bang quan trọng nhưng phạm vi thất bại của bà ngay cả khi đang trở nên rõ ràng hơn vào sáng thứ tư đã gây sốc cho những người đã nỗ lực trong nhiều tháng qua để đưa bà harris lên nắm quyền tôi biết điều đó là có thể một cố vấn chiến dịch cấp cao cho biết về thất bại của harris nhưng người này chỉ ra thực tế là bà Harris được dự đoán là người chiến thắng ở New Jersey, nơi bà chỉ hơn trong khoảng 5 điểm phần trăm với hầu hết các phiếu bầu là điều rõ ràng. Nếu bạn thắng New Jersey với cách biệt 5 điểm, có điều gì đó lớn hơn đang diễn ra ở đây, họ nói. Năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump ở New Jersey với khoảng 16 điểm phần trăm. Trước thềm đêm bầu cử, các quan chức chiến dịch của bà Harris đã dự đoán sự tự tin về vị thế của Phó Tổng thống, trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nhóm thực địa và dữ liệu nội bộ, nhưng sự tự tin đó đã tan biến vào sáng thứ Tư. Thật ám đạm, một nguồn tin khác thân cận với chiến dịch cho biết mô tả tâm trạng của các quan chức chiến dịch của bà Harris qua đêm. Pennsylvania là đinh đóng vào quan tài. Những cảnh báo đã thắng, nguồn tin cho biết Bà ấy đã gặp phải mọi trở ngại, mọi con số đều đi ngược hướng với bà ấy. Đối với nhiều trợ lý, chiến dịch của bà Harris, quá trình xử lý cảm xúc xung quanh kết quả bầu cử cũng đang pha chạm với những tác động thực tế về việc kết thúc bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào. Nhiều người đang đóng gói các hành lý và chuẩn bị rời khỏi những ngôi nhà tạm thời mà họ đã dựng lên ở các tiểu bang chiến trường khi họ suy ngẫm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự nghiệp của mình bà Harris cũng sẽ chuẩn bị rời khỏi đài quan sát hải quân vào tháng 1. Tính đến sáng thứ Tư, bà vẫn chưa có bài phát biểu trước công chúng Mỹ sau khi bỏ lỡ bữa tiệc đêm bầu cử ở DC vào tối hôm trước tại Đại học Howard. Theo dự kiến, bà sẽ có phát biểu thừa nhận thua cuộc lúc 6 giờ chiều miền đông nước Mỹ ngày 6 tháng 11, tức sáng ngày 7 tháng 11 giờ Hà Nội. Bà cũng sẽ sớm gọi điện cho ông Trump. rò rỉ kế hoạch nội các ông Trump thúc đẩy đóng băng xung đột Ukraine. Nhóm của ông Donald Trump đang cân nhắc một số kế hoạch tiềm năng để chấm dứt xung đột Ukraine. Theo đó, Kiev sẽ phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO trong tương lai gần và đóng băng các hoạt động thù địch dọc theo tuyến đầu hiện tại, tờ World Trade Journal dẫn nguồn tin riêng cho biết. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ, thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức. Theo các quan chức và trợ lý hiểu rõ tình hình, Nhóm của ông Trump vẫn chưa có kế hoạch chi tiết với các phe phái khác nhau sắp cạnh tranh để gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của đảng Cộng Hòa. Những đồng minh có tư tưởng truyền thống của ông Trump như Mike Pompeo, người từng giữ chức ngoại trưởng và giám đốc CIA trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống đắc cử, được cho là đang thúc đẩy một thỏa thuận có vẻ như không mang lại chiến thắng lớn cho Moscow. Bài báo cho biết những nhân vật khác, chẳng hạn như Richard Grenell, người có thể trở thành cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền ông trump có thể ủng hộ việc chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt ngay cả khi kiev phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể Tuy nhiên, theo World Trade các đề xuất hòa bình, đề xuất thống nhất đóng băng chiến tranh tại chỗ và buộc Ukraine tạm thời đình chỉ nỗ lực gia nhập NATO. Bà quan chức giấu tên trong văn phòng chuyển giao của ông Trump nói với tờ báo rằng một ý tưởng là Ukraine cam kết không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm. Trong khi đổi lại, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí để giữ Nga ở lại. Kế hoạch được báo cáo cũng sẽ thiết lập một khu phi quân sự dọc theo tuyến đầu hiện tại, với một cố vấn của ông Trump loại trừ khả năng hòa bình ở đó sẽ được duy trì bởi quân đội Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế do Mỹ tài trợ như Liên Hợp Quốc. Theo đề xuất này, Mỹ sẽ tìm cách giao nhiệm vụ này cho các đồng minh châu Âu của mình. Chúng tôi có thể đào tạo và hỗ trợ khác, nhưng đồng súng sẽ là của châu Âu. Chúng tôi không gửi đàn ông và phụ nữ Mỹ đến để duy trì hòa bình ở Ukraine. Và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy để người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp làm điều đó, nguồn tin của tờ báo cho biết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ có thể giúp giải quyết xung đột Ukraine vì Mỹ chính là bên chăm ngồi cho cuộc xung đột này. Đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục và đối thoại. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng mặc cả về chủ quyền của đất nước hoặc giao dịch các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố là của mình. Chính phủ Đức đã sụp đổ. Liên minh đèn màu giao thông của Đức đã tan rã để lại thủ tướng Olaf Scholz làm người lãnh đạo của một chính phủ thiểu số chỉ bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội SPD của ông và Đảng Xanh. Điều này diễn ra sau khi thủ tướng sa thải lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do FDP, Christian Lindner khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính. Sau cuộc đàm phán khủng hoảng thất bại vào đêm ngày 6 tháng 11, theo The Berlin, thủ tướng Olaf Scholz đã sa thải lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do FDP, Christian Lindner khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính. Đáp lại lãnh đạo nhóm nghị sĩ FDP Christian Doe, tuyên bố đảng này sẽ rút toàn bộ bộ trưởng khỏi chính phủ của ông Sons, chính thức chấm dứt liên minh ba bên. Đảng xanh bày tỏ sự tiếc nuối về diễn biến này, nhưng tuyên bố họ muốn tiếp tục là một phần của chính phủ thiểu số, nhấn mạnh nhu cầu của EU và đặc biệt là Đức phải chứng minh năng lực hành động của mình sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết, trong một tuyên bố chung với bộ trưởng ngoại giao Annalena Baerbock vào tối ngày 6 tháng 11. Điều này xảy ra gần như là bi kịch vào một ngày thế này, khi nước Đức phải thể hiện sự đoàn kết và khả năng hành động tại châu Âu. Ông Baerbock nói thêm rằng, đây không phải là một ngày tốt lành cho nước Đức và cũng không phải là ngày tốt lành cho cả châu Âu. Bộ trưởng tài chính Christian Lindner đã bị sa thải sau khi ông này được cho là đã đề xuất bầu cử sớm khi các nhà lãnh đạo của ba đảng liên minh một lần nữa không tìm được tiếng nói chung về cách giải quyết khoản thâm hụt hàng tỷ euro trong ngân sách năm tới. Bộ trưởng Liner thường xuyên chặn luật theo cách không phù hợp, Thủ tướng Scholz tuyên bố, đồng thời cáo buộc ông Liner từ chối nới lỏng các quy tắc chi tiêu, trong đó có những quy tắc cho phép viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Ngược lại, ông Liner cáo buộc Thủ tướng Scholz đã bỏ qua mối quan tâm kinh tế thực sự của người dân Đức. Olaf Scholz từ lâu đã không nhận ra nhu cầu về một sự thức tỉnh kinh tế mới ở đất nước chúng ta, ông Liner cho biết. Thủ tướng Scholz cho biết, hiện tại, ông muốn tiếp cận nhà lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo để trao cho ông cơ hội hợp tác với chính phủ của ông, đồng thời nói thêm rằng, xét theo bối cảnh của bầu cử ở Mỹ, điều này có lẽ cấp bách hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Đảng đối lập cánh hiếu sự lựa chọn thay thế cho nước Đức AFD hoan nghênh sự sụp đổ của liên minh như một sự giải phóng đã mong đợi từ lâu cho nước Đức. Sau nhiều tháng bế tắc, hiện tại chúng ta đang rất cần một khởi đầu chính trị mới cơ bản để đưa kinh tế và đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà các chính sách thúc đẩy bởi ý thức hệ của SPD, Greens và FDP đã đẩy vào. Các nhà lãnh đạo quốc hội AFD Alice Weldell và Tino Cruz Pala cho biết trong một tuyên bố đang trên mạng xã hội X, ông Sons thông báo rằng Bundestag sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15 tháng 1. Theo hiến pháp nước Đức, nếu thủ tướng không đảm bảo được đủ sự ủng hộ, ông có thể chính thức yêu cầu tổng thống giải tán hạ viện gồm 733 ghế và triệu tập cuộc bầu cử mới trong vòng 60 ngày. Điều này có thể đẩy cuộc bầu cử Quốc hội Đức từ mùa thu năm sau sang tháng 3 năm 2025. Chiến lược làm nên chiến thắng của ông Donald Trump. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới thời điểm này, ông Donald Trump đã giành được 295 phiếu đại cử tri, vượt xa đối thủ của mình là Phó Tổng thống Kamala Harris mới chỉ được 226 phiếu. Với cách biệt này, ông Donald Trump lại một lần nữa gây bất ngờ đảo ngược những dự báo về một cuộc đua xít xào. Giới phân tích đã chỉ ra những chiến lược khôn ngoan đã giúp ông Trump giành được chiến thắng đầy thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Trái với những dự báo về một cuộc bầu cử xít xào, ông Donald Trump đã nhanh chóng đánh bại đối thủ đảng dân chủ Kamala Harris khi giành được loạt bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Theo một số đánh giá, để đạt được thành tích này, đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông đã áp dụng chiến lược khôn ngoan nhắm vào nỗi bất mãn của cử tri về chi phí sinh hoạt tăng cao vấn đề nhập cư và tình hình bất ổn ở nước ngoài, thuyết phục họ đặt niềm tin vào chính sách của ông. Một yếu tố khá góp phần vào chiến thắng của ông Trump là lá phiếu của những cử tri da màu, các cử tri gốc Latin. Trong cuộc bầu cử lần này, ông Trump đã giành được sự ủng hộ của một phần ba cử tri da màu. Đây có thể là thành tích tốt nhất của bất kỳ ứng viên tổng thống nào thuộc Đảng Cộng Hòa kể từ thời kỳ ông George Bush nỗ lực tái tranh cử vào năm 2004. Sự ủng hộ mạnh mẽ ở các vùng nông thôn cũng là một yếu tố then chốt vào đêm bầu cử, ông Trump đã nhận được sự ủng hộ lớn lao từ các bang Indiana, Kentucky, Georgia và Bắc Carolina. Tuy nhiên, chiến thắng ở bang chiến trường Pennsylvania vốn là thành trì của Đảng Dân chủ mới là yếu tố quyết định. Khác với chiến dịch tranh cử trước đây, chiến dịch lần này của ông Trump được các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm mài rũa, ít đấu đá nội bộ hơn và một chiến lược thận trọng hơn. Nhưng tất nhiên, chiến thuật của ông vẫn bao gồm những bình luận nhắm vào đối thủ và ngôn ngữ mạnh mẽ. Qua thực tiễn và hoạt động vận động tranh cử. Ông Donald Trump đã xây dựng cho mình một hình ảnh chính trị gia cứng rắn và linh hoạt. Đặc biệt là ông cũng chứng tỏ sự kiên trì trong theo đuổi mục tiêu sau thất bại trong bầu cử Mỹ năm 2020. Cách ông Trump chinh phục cử tri Mỹ bằng những chiến lược thông minh, tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã thuyết phục được các cử tri vốn nghiêng về Đảng dân chủ hay những người vốn ít quan tâm tới chính trị. Sau chiến thắng áp đảo của cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, New York Times cho rằng không thể phủ nhận ông là ứng cử viên có chiến dịch vận động vô cùng hiệu quả. Ông Trump là bậc thầy về giao tiếp khi có thể chuyển hóa nguy cơ pháp lý và nguy cơ bị ám sát để xây dựng nên huyền thoại của chính mình. Ông đã giành được sự ủng hộ của những cử tri mới và giữ chân được các cử tri truyền thống. Trong các cuộc vận động, ông kết nối với nhiều tầng lớp ở đủ mọi nơi, những bà mẹ ở ngoại ô Washington, quân nhân tại Detroit, những người theo đạo tiên lành ở Nam Florida, những người ủng hộ Bitcoin ở Nashville. Thậm chí ông còn hiểu rõ về cuộc sống của những người nông dân. Ông đã thảo luận với họ về chi phí hạt giống, phân bón, đá phiến và thức ăn chăn nuôi. Ông khiến họ đồng tình khi nhắc nhở họ rằng mọi thứ đã trở nên đắt đỏ như thế nào vì lạm phát. Quan hệ của ông Trump với các cử tri trở nên sâu sắc sau vụ ám sát hụt tại Butler, Pennsylvania vào tháng 7. Người Mỹ thích những nhân vật phản anh hùng và phim hành động. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tận dụng hình ảnh ngầu đét này. Không những vậy, vụ xả súng đã mang đến cho ông Trump một cách mới để kết nối và vận động một số thành phần cử tri ở cấp độ tâm linh. Trước khi cuộc ám sát hụt xảy ra, một số cử tri theo đạo miễn cưỡng chấp nhận ông Trump. Tuy nhiên, sau vụ ám sát, có một số người lại thấy rõ bằng chứng thiêng liêng cho sự sống sót của ông. Ông đã tận dụng điều này và giao tiếp với cử tri theo những cách mới. Trên mạng xã hội, ông đang hình ảnh thánh Michel chiến đấu với quỷ dữ. Ngoài ra, ông còn thu hút cử tri bởi tính cách hài hước. Những lời của ông về cá mập bị điện giật, cá voi và cối xe gió đã dấy lên nghi ngờ trong một bộ phận công chúng và giới truyền thông về sự suy giảm nhận thức của ông. Nhưng có một lý do khiến ông liên tục nói về những điều đó là vì mọi người thấy hài hước. Bạn cần ít nhất là thái độ của một diễn viên hài khi vận động tranh cử, ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Postcard Joe Rogan. Ngoài ra, ông tận dụng những cáo buộc pháp lý để có thể chuyển mình và thu hút giới trẻ. Một năm trôi qua, các cuộc chiến của ông Trump chống lại tòa án và phương tiện truyền thông đã thu hút được những người trẻ tuổi mới. Ngoài ra, vấn đề về nhập cư cũng khiến ông trở nên thu hút. Trong quá trình vận động tranh cử, không ai mất tập trung khi ông mô tả chi tiết về những phụ nữ trẻ mà ông cho rằng cơ thể của họ đã bị những người nhập cư xâm hại. Cuối cùng thì sự hứa hẹn của ông đối với những người nghèo, những cử tri da màu, người gốc Tây Ban Nha cũng giúp cho ông giành được nhiều phiếu. Tại Bronx, vào tháng 5, cư dân của khu vực nghèo nhất cả nước được truyền cảm hứng khi ông nói về tất cả những thành công mà ông đã có được và họ tin ông có thể cải thiện cuộc sống của họ bất cứ nơi nào tôi đến tôi đều biết rằng nếu tôi có thể xây dựng một tòa nhà chọc trời ở mahan tôi có thể làm bất cứ điều gì ông trump cho biết người gốc tây ban nha và người da màu đã gieo hò khi ông nói rằng không quan trọng bạn là người da màu hay da nâu hay da trắng hay bất kỳ màu da nào điều đó không quan trọng Tất cả chúng ta đều là người Mỹ và chúng ta sẽ đoàn kết với nhau như những người Mỹ. Tất cả chúng ta đều muốn có cơ hội trở nên tốt hơn. Bầu cử Mỹ 2024, những sai lầm chết người khiến bà Kamala Harris và Đảng Dân chủ thua đảo. Đảng Dân chủ lại để thua một cách thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, những thách thức đối với Đảng Dân chủ cũng như những sai lầm của chiến dịch tranh cử đã trở nên rõ ràng ngay từ ngày mà Kamala Harris trở thành người được đề cử. ABC News chỉ ra những sai lầm khiến Đảng Dân Chủ thua đậm. Một, đau đớn về kinh tế. Có một khoảng cách rất lớn giữa tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện tại và cách công chúng nhìn nhận về nó. Dưới thời chính quyền Biden, kinh tế đã cải thiện đáng kể về các chỉ số chính là thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng. Nhiều người Mỹ cảm thấy họ đang phải làm việc vất vả hơn bao giờ hết. Điều này được gọi là sự suy thoái. Nhưng đó không chỉ là nhận thức. Hàng hóa người dân phải mua hàng ngày như thực phẩm, xăng dầu đắt hơn nhiều so với trước khi có Covid nhưng cần nhìn lại xa hơn 4 năm của Biden để thấy được bức tranh kinh tế đầy đủ. Trong những thập kỷ gần đây, khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ đã nới rộng, tầng lớp trung lưu đã thu hẹp, các thị trấn thịnh vượng trước đây đã phải vật lộn khi việc làm chuyển ra nước ngoài. Về mặt chính trị, các chính phủ đương nhiên gần như luôn phải trả giá khi cử tri gặp khó khăn về kinh tế, và điều này đã xảy ra bất kể Joe Biden hay Kamala Harris là người được đề cử. Bà Harris phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi là cố gắng chia sẻ công lao về những thành tựu kinh tế của chính quyền Biden mà không làm giảm bớt khó khăn tài chính thực sự mà nhiều người Mỹ đang cảm thấy. Thứ hai, các ưu tiên nền tảng của Đảng Dân Chủ Trong khi các cử tri chính thống lo lắng về cách trang trải cuộc sống và tự hỏi tại sao cuộc sống của con cái họ lại khó khăn hơn cha mẹ chúng, thì phe ồn nào nhất của Đảng Dân Chủ lại bận tâm tới những vấn đề mà một số người gọi là chiến tranh văn hóa, bao gồm chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính và Gaza. Đối với những người Mỹ phản đối các mục tiêu cấp tiến đó và tin vào các giá trị truyền thống của Cơ đốc giáo, thông điệp làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump lại có sức ảnh hưởng, mặc dù đó là lời hứa mà không ít người cho là viển vông. Tuy nhiên, khi Đảng Dân chủ quyết định đưa một ứng cử viên cấp tiến đến từ vùng trung tâm tiến bộ San Francisco ra tranh cử, một số cử tri dao động và Đảng Cộng hòa không thích Trump, có thể nghi ngờ rằng bà sẽ thực hiện chương trình nghị sự thức tỉnh mà họ ghét và sợ hãi. Có thể nói rằng bà Harris là người sở hữu súng và sẽ không tước vũ khí của bất kỳ ai. Nhưng những người hoài nghi sẽ không bao giờ tin bà. Thứ ba, sự chuyển dịch từ Biden sang Harris. Kamala Harris là ứng cử viên dân chủ tình cờ. Bà không bao giờ được coi là người được đề cử. Bà đã thừa hưởng vai trò này vào phút chót do màn trình diễn kém của ông Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên. Mặc dù là phó tổng thống, bà không phải là nhân vật được công chúng biết đến nhiều, đặc biệt là khi so sánh với Trump. Đây là một yêu cầu gần như bất khả thi đối với bà để giành được lòng tin của công chúng Mỹ trong khoảng thời gian hạn hẹp mà bà có. Thứ tử, chủ nghĩa phân biệt giới tính và chủng tộc trong lịch sử và hiện đại. Trong số 46 người ở Nhà Trắng, chỉ có một người là người da đen, Barack Obama, không có phụ nữ nào. Chiến thắng của một người phụ nữ da đen luôn đi ngược lại với số đông. Năm, những đánh giá sai lầm của chiến dịch dân chủ. Tâm trạng của cử tri Mỹ hiện tại đang không vui. Cuộc thăm dò sau đó cho thấy, người Mỹ nghĩ rằng đất nước họ đang đi sai hướng. Ở nhiều nơi thì tâm trạng căng thẳng, thất vọng và tức giận, chính xác là cảm giác mà ông Trump phản ánh lại họ. Thông điệp lạc quan và hy vọng của bà Harris không phù hợp với thời đại. Đây không phải là thời điểm để tái diễn chiến dịch Yes We Can, chúng ta có thể vào năm 2008. Đảng dân chủ cũng không để ý tới khoảng cách giàu nghèo và sức mạnh chính trị của điều đó. Tại sao bà Harris liên tục vận động tranh cử với những người nổi tiếng giàu có? Nhiều người đã nói về giá trị của sự ủng hộ của ca sĩ Beyoncé tại một cuộc meeting vào tháng trước. Mái tóc óng ả à của siêu sao âm nhạc như muốn hét lên, tôi đã chi nhiều tiền hơn cho việc nhuộm, cắt và sấy tóc so với số tiền mà bạn kiếm được trong một tháng. Trong khi đó, ông Trump đang phục vụ khoai tây chiên tại một cửa hàng McDonald's. Mỗi lần gia đình Obama xuất hiện với bài giảng về những gì người Mỹ cần làm hoặc họ nên bỏ phiếu cho ai, có lẽ đó là lời nhắc nhở với tầng lớp lao động. Người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha rằng trong nhiều thập kỷ, họ đã trung thành bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Có lẽ điều này đã khiến họ tự hỏi liệu chúng ta đã nhận được đủ đền đáp hay phiếu bầu của chúng ta đã bị coi là điều hiển nhiên. <laughs> tỷ phú Elon Musk có thêm 27 tỷ đô la Mỹ nhờ chiến thắng của ông Trump. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã khiến cổ phiếu Tesla tăng vọt và giúp tỷ phú Elon Musk có thêm 26,5 tỷ đô la Mỹ. Theo xếp hạng của Bloomberg Billionaire Index, ông Musk Chủ sở hữu của hãng xe điện Tesla, CEO của công ty SpaceX và mạng xã hội X đang giữ vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 290 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của hãng Tesla đã tăng 14,8% hôm ngày 6 tháng 11 khi các nhà đầu tư cho rằng tỷ phú Musk và hãng xe điện Tesla sẽ được hưởng lợi từ việc ông Trump trở lại nhà trắng. Đáng nói ông Mết là người ủng hộ nhiệt thành và tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Trump số tiền hàng triệu đô la Mỹ kể từ tháng 7. Theo truyền thông Mỹ, tỷ phú Mết đã quyên góp khoảng 119 triệu đô la Mỹ cho quỹ ban hành động chính trị của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Tesla, công ty thống trị doanh số bán xe điện tại Mỹ với thị phần 48,9%, dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ dưới thời chính quyền mới của ông Trump, bởi đảng Cộng hòa đã có kế hoạch áp thuế mạnh đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc. Bản thân ông Trump cũng nhiều lần cảnh báo sẽ áp thuế lên tới 200% đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Đầu tháng 11, ông Trump đã hứa với ông Musk về việc để tỷ phú Mỹ giữ vai trò trong chính quyền mới nếu ông tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Tỷ phú Elon Musk tiết lộ kế hoạch cho chính phủ của ông Trump, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, Elon Musk cho biết ông sẽ tìm cách cải thiện hiệu quả của chính phủ bằng cách giảm số lượng các cơ quan liên bang nếu ông được giao một vai trò trong chính quyền của ông Donald Trump. Tỷ phú Musk là một người ủng hộ ông Trump đã đưa ra những phát biểu này khi xuất hiện trên chương trình trực tuyến của Tucker Carlson, được phát sóng từ khu điền trang Mar-a-Lago của Trump vào ngày 5 tháng 11. Mặc dù ban đầu tuyên bố trung lập về chính trị, nhưng ông Musk đã chính thức ủng hộ ông Trump sau một vụ ám sát hụt xảy ra với ông Trump vào tháng 7. Ông Trump đã hứa với CEO của Tesla rằng ông sẽ thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ đặc biệt, được gọi là Georgie, do tỷ phú này đứng đầu nếu ông thắng cử. Trò chuyện với Gatson, tỷ phú công nghệ cho biết ông muốn giúp ông Trump làm cho chính phủ Mỹ hiệu quả hơn. Tôi rất vui khi được giúp cải thiện hiệu quả của chính phủ. Chúng ta có một bộ máy quan liêu khổng lồ, có sự quản lý quá mức, có các cơ quan có trách nhiệm chồng chéo. Điều này chuyển thành chi phí thực sự cho mọi người. Chúng là chi phí ẩn, nhưng chúng rất đáng kể, tỷ phú Moose nói. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Moose đã đầu tư hàng triệu đô la để ủng hộ ông Trump. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, ông đã quyên góp ít nhất 118 triệu đô la cho Ủy ban Hành động Chính trị của Đảng Cộng Hòa một nhóm tập trung vào hoạt động tiếp cận cử tri. Phát biểu tại một cuộc meeting của ông Trump vào tháng trước, tỷ phú Bush đã cam kết sẽ giúp đảng Cộng hòa cắt giảm chi tiêu ngân sách hàng năm của Mỹ ít nhất 2.000 tỷ đô la như một phần của quá trình xem xét các cơ quan liên bang mà ông sẽ thực hiện nếu Trump trở lại Nhà Trắng. Tiền thuế của bạn đang bị lãng phí và bộ hiệu quả chính phủ sẽ giải quyết vấn đề đó, ông Musk tuyên bố. Tỷ phú công nghệ này đã nhiều lần giống lên hồi chuông cảnh báo về nợ công của Mỹ Tuần trước, ông còn cảnh báo rằng đất nước đang trên bờ vực phá sản và sẽ nhanh chóng phá sản nếu Washington không kiềm chế chi tiêu. Tổng thống Biden muốn làm nhanh điều này cho Ukraine trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Trump. Theo các nguồn tin trong chính quyền sắp mãn nhiệm, Nhà Trắng có ý định đẩy nhanh khoản viện trợ quân sự mới lên tới 9 tỷ đô la trong nỗ lực cuối cùng nhằm củng cố Ukraine trước Nga, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 kế hoạch này được thúc đẩy bởi lo ngại rằng ông trump có thể dừng hoặc cắt giảm đáng kể viện trợ do người nộp thuế của mỹ tài trợ cho ukraine theo các nguồn tin nói với reuters và politico chính quyền có kế hoạch thúc đẩy để đưa ukraine vào vị thế mạnh nhất có thể một quan chức cấp cao giấu tên nói với reuters Politico mô tả kế hoạch này là lựa chọn duy nhất để duy trì dòng vũ khí đến ukraine mặc dù các nguồn tin của họ thừa nhận những thách thức to lớn các quan chức mỹ lo ngại rằng ngay cả khi ông biden chấp nhận viện trợ mới lầu năm góc có thể mất nhiều tháng để thực sự chuyển giao đạn dược và thiết bị cho ukraine và vị tổng thống tiếp theo có thể dừng các chuyến hàng bất cứ lúc nào vẫn chưa rõ liệu quân đội mỹ có sẵn sàng rút sâu hơn từ kho dự trữ của mình hay không để đẩy nhanh việc giao hàng Kể từ tháng 2 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 174 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra với Nga. Khoản tiền mới nhất trị giá 61 tỷ đô la đã bị trì khoản trong nhiều tháng trong bối cảnh bế tắc giữa đảng Cộng hòa và Nhà Trắng. Trong số đó, chỉ còn lại 4,3 tỷ đô la cùng với 2 tỷ đô la khác được phân bổ cho các hợp đồng mới với ngành công nghiệp vũ khí Mỹ, với 2,8 tỷ đô la trong các lô hàng đã công bố trước đó. Nhà Trắng chỉ có hơn 9 tỷ đô la để cung cấp khẩn cấp cho Kiev. Ngày 6 tháng 11, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết rằng chiến thắng của ông Trump sẽ không thay đổi lập trường đối đầu của Washington đối với Moscow, nhưng sẽ khiến Kiev khó tiếp cận tiền của người nộp thuế Mỹ hơn. Ông Donald Trump trước đây đã tuyên bố rằng Ukraine không thể chiến thắng Nga về mặt quân sự và chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử, người kiếm được hàng tỷ đô la mỗi lần đến Washington nhưng vẫn không tiến gần hơn đến chiến thắng. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Trump nhắc lại, tôi sẽ không bắt đầu một cuộc chiến sẽ ngăn chặn các cuộc chiến. Ông Donald Trump chiến thắng. Đại dự án bầu cử của tỷ phú Elon Musk thắng đậm. Bài phát biểu của ông Donald Trump trước toàn quốc vào đêm bầu cử Mỹ đã xác nhận một trong những người chiến thắng lớn nhất của buổi tối hôm đó ngoài chính ông là Elon Musk. Chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump từng gọi ông chủ Tesla là bộ ốc kinh doanh có 102 trong một tuyên bố gửi tới Reuters, đồng thời nói thêm rằng chính quyền mới hy vọng sẽ có được sự giúp sức của những ý tưởng tuyệt vời và hiệu quả của tỷ phú Musk. Đúng thật, đại dự án bầu cử của tỷ phú Elon Musk đã chứng minh khả năng của bộ óc kinh doanh này. Giới truyền thông Mỹ gọi CEO Elon Musk là kẻ tạo vua. Cựu tổng thống Trump đã dành phần lớn bài phát biểu chiến thắng của mình để cảm ơn ông Musk, người gần đây đã chi hơn 130 triệu đô la Mỹ và đầu tư rất nhiều thời gian cũng như đăng những dòng tweet đắt giá tiếp sức cho ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho công ty tên lửa SpaceX và vệ tinh Internet Starlink của công ty này, hai đơn vị đang triển khai các hợp đồng của chính phủ Mỹ. Anh ấy là một nhân cách một người đặc biệt, một siêu thiên tài, chúng ta phải bảo vệ những thiên tài của mình, cựu Tổng thống phát biểu về ông Musk. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết ông sẽ tạo ra ủy ban hiệu quả của chính phủ mới trong chính quyền của mình do chính vị CEO công nghệ đứng đầu, theo yêu cầu của tỷ phú. Ủy ban này sẽ tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu quả hoạt động toàn bộ chính quyền liên bang và đưa ra các đề xuất cải cách mạnh mẽ. Vị trí này được nhận định sẽ giúp tỷ phú Mus có quyền lực rộng lớn để cắt giảm triệt để những gì ông cho là bộ máy quan liêu liên bang khổng lồ đang kìm hãm nước Mỹ. Giới truyền thông nhận định, nỗ lực ủng hộ ông Trump của tỷ phú Mus đang giúp ông trên đường trở thành một trong những cố vấn chính trị và kinh tế có ảnh hưởng nhất bên cạnh Tổng thống Mỹ thứ 47. Liệu đó đã là mục tiêu mà vị tỷ phú giàu nhất thế giới hướng tới? Không một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều hơn Elon Musk. Ông ấy đã đặt cược lớn ở đây. Ông ấy đã lao vào cuộc bầu cử này. Daniel Ives, nhà phân tích công nghệ tại Westwood Security nhận định. Ngày 6 tháng 11, khi ông Trump được gọi tên là người thắng cuộc, cũng là lúc công ty đại chúng của tỷ phú Musk thắng lớn, cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Tesla tăng vọt 13% ngay khi thị trường mở cửa. Cú hít nhẹ này đã nâng giá trị của 411 triệu cổ phiếu Tesla mà vị CEO công nghệ sở hữu lên tới hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tương đương với mức lợi nhuận cao hơn 11.000% so với khoảng 130 triệu đô la Mỹ mà ông đã đầu tư cho cuộc tranh cử của cựu tổng thống Trump. Chốt phiên giao dịch ngày 6 tháng 11, cổ phiếu xe điện Tesla tăng 14,7%, mức tăng mạnh nhất thế giới trong ngày hôm đó, lên cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022, giúp CEO Musk có thêm 26,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một viên. Có thể nói tỷ phú Musk đã thắng đậm khi đặt cược vào ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua Tổng thống Mỹ năm nay. Sự trở lại của ông Trump cũng khiến những người ủng hộ phấn khích trước một tương lai rộng mở dành cho nền công nghiệp Mỹ, bao gồm Shevin Biseva, một nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào SpaceX và ủng hộ sự chuyển dịch của thung lũng Silicon dưới chính quyền Tổng thống Trump 2.0. Ông cho biết việc cắt giảm quy định sẽ đẩy nhanh nỗ lực của SpaceX để đến được sao hỏa. Trong khi đó, CEO công nghệ Elon Musk cũng được biết đến là người thường không bằng lòng về sự can thiệp quá mức của chính phủ khi đối mặt với bất kỳ giám sát hay hình phạt nào với doanh nghiệp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tỷ phú này đã ràng buộc mình với ứng viên Donald Trump người đã hứa sẽ bãi bỏ nhiều quy định và ủng hộ khả năng giám sát của chính phủ lỏng lẻo hơn. Ngoài ra, liên minh Musk Trump có thể giúp vị CEO công nghệ đảm bảo các hợp đồng liên bang. tờ New York Times đưa tin, SpaceX và Tesla đã tích lũy được ít nhất 15,4 tỷ đô la Mỹ trong các hợp đồng của chính phủ trong thập kỷ qua. Các đồng nghiệp của tỷ phú Musk và quan chức chính phủ nói rằng. Khoản đầu tư của tỷ phú này vào ông Trump là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ các công ty của ông khỏi các quy định và đảm bảo quyền tiếp cận các khoản trợ cấp của chính phủ. Tỷ phú Musk cũng tuyên bố sẽ đấu tranh cho việc bãi bỏ các quy định và sẽ tìm kiếm ảnh hưởng trong vấn đề chính sách của Mỹ về trí tuệ nhân tạo AI, thám hiểm không gian và xe điện. Tất cả các lĩnh vực mà ông Musk đang sở hữu cổ phần thông qua việc lãnh đạo các doanh nghiệp như XAI, SpaceX và Tesla. Tài sản của ông Trump được dự báo có thể tăng 1,4 tỷ USD. Tài sản của ông Trump được dự báo sẽ tăng vọt 1,4 tỷ USD sau chiến thắng chấn động trong cuộc bầu cử và giá trị công ty mà ông sở hữu cũng tăng lên. Cổ phiếu của Trump Media và Technology Group, chủ sở hữu của nền tảng truyền thông mạng xã hội Truth Social, đã tăng 35% sau khi số liệu được truyền thông Mỹ công bố cho thấy ông Trump và Đảng Cộng hòa đang giành chiến thắng, theo trang Telegraph của anh. Ông Trump sở hữu 58,9% cổ phiếu của True Social, hiện có giá trị 5 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng cổ phiếu này chiếm phần lớn giá trị tài sản dòng của ông. True Social được thành lập sau khi ông Trump bị mạng xã hội Twitter, nay là X, xóa tài khoản vào năm 2021. Giá trị của công ty đã dao động mạnh khi các cuộc thăm dò ý kiến thay đổi trước thềm cuộc bầu cử trong ngày bầu cử. True Social, hoạt động tương tự như X, phần lớn được coi là nơi có ứng cử viên đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống nói lên quan điểm của mình. Ông thường xuyên đăng bài trên X khi còn là Tổng thống nhưng đã bị bình chỉ khỏi mạng xã hội này vào năm 2021 vì kích động bạo lực sau các bài đăng liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tài khoản của ông Trump đã được khôi phục vào năm 2022, ngay sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại công ty với giá 44 tỷ USD. Mặc dù gần đây ông Trump đã bắt đầu đăng bài thường xuyên trên ứng dụng X, nhưng ông vẫn tiếp tục đăng bài trên True Social. Đợt tăng giá cổ phiếu trước giờ mở cửa giao dịch ngày 6 tháng 11 đã đưa giá trị của công ty lên khoảng 9 tỷ USD. Vào đêm 5 tháng 11, TMTG đã công bố kết quả kinh doanh quý cho thấy công ty chỉ đạt doanh thu 1,01 triệu USD trong 3 tháng tính đến cuối tháng 9, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã lỗ 19,2 triệu USD, giảm so với mức lỗ 26 triệu USD của năm trước, phần lớn là do chi phí pháp lý. Tổng giám đốc điều hành David Nunes cựu nghị sĩ đảng cộng hòa đã thúc đẩy công ty phát trực tuyến thông qua một dịch vụ có tên là Tru cộng tài sản trên thị trường chứng khoán của TMTG được coi là tách biệt với hiệu suất tài chính của công ty nhiều nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trên phố Wall vào đầu năm nay như một cách ủng hộ ông Trump và cổ phiếu của công ty đã phản ánh rõ ràng là ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nga tiết lộ tổn thất khổng lồ của quân ukraine ở vùng kars tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk đã vượt quá 3.000 chiến binh, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Tổng cộng, trong thời gian giao tranh ở hướng Kursk, đối phương tổn thất hơn 30.050 quân nhân, 184 xe tăng, 115 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.088 xe chiến đấu bọc thép, 817 xe, 261 khẩu pháo, 40 bệ phóng nhiều loại của các hệ thống tên lửa, bao gồm 11 HIMARS và 6 tổ hợp phóng loạt do Mỹ sản xuất. 11 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, bàn tóm tắt của Bộ Quốc phòng Nga về tiến trình đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine và vùng Kursk cho biết. Trong một ngày đêm qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 250 quân nhân, 8 xe chiến đấu bộ binh bị phá hủy. Trong đó, hai xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 6 xe chiến đấu bọc thép cũng như hai khẩu pháo, hai súng cối và 8 ô tô, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Chiến dịch tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, các đơn vị của nhóm quân Nga đã đẩy lùi bốn cuộc phản công của đối phương ở hướng khu định cư Novo-Vanoka, đồng thời chặn đứng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng khu định cư Leonidovo. Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 30 binh sĩ thương vong, hai xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu bọc thép và một ô tô bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Cần lưu ý rằng, quân đội Nga tiếp tục hành động đánh bại nhóm lực lượng của đối phương đã tiến vào lãnh thổ khu vực Kursk. Ngoài ra, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc tiếp tục hoạt động tấn công và đánh bại đội hình của 10 lữ đoàn Ukraine ở khu vực Dariino, Leonidovo, Nikolavo, Dariino, Novoi Vanoka và Plekovo.